Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mình làm nè. Lâu quá rồi là mình cũng không có up YouTube, tại vì cuối năm xong là cái bận rộn này kia, dọn dẹp nhà cửa, rồi thêm phần là bây giờ trời bên Win của mình nó rất là lạnh luôn mọi người, âm 30 mấy độ, rồi cộng thêm gió rồi tuyết rơi nữa, cái mình có em bé cho nên là mình không có đi ra ngoài mua cái gì để review cho mọi người xem hết. Nhưng mà hôm nay là cũng không có gì để review, nhưng mà xong mà lục trong tủ thì có một gói mì mà lúc đó là mình mua đồ ăn á, cái mua tầm 60 đô, cái người ta tặng cho một món quà nho nhỏ gì đó, giống như gì khuyến mãi chiêu chiêu hỷ vậy, chiêu giống như là dụ dỗ mua hàng lần sau vậy. Dạ đây là cái món quà mà mình nhận được đó, đó là một gói mì của trời ơi, chữ này chữ Hàn hay chữ Việt, ô lộn, chữ Hàn hay chữ Nhật đây cũng không biết, nhưng mà chắc Nhật, đúng rồi Nhật. Yumiseno yakisoba đó, cái gói mì này là cái mùi của nó là ăn chung với lại sốt mayonnaise, cho nên là bây giờ mình làm ăn thử coi cái hương vị nó như thế nào nha mọi người. Cái này là rong nho mà mọi người, rong nho mình đã ngâm sẵn rồi, còn cái này là sốt mè rang. Bây giờ mình mở cái gói này ra nha, bên đây nó có cái chỗ để mở nè, trời phức tạp quá đó. Nó nói mình là sử dụng nước sôi nha, đổ vô lấy mấy cái gói gia vị ra, xong rồi đổ nước sôi 3 phút, 3 phút xong xuôi sau đó rồi mới chắc nước sôi ra, mới bỏ hết mấy gói gia vị này vô, có nghĩa là nó ăn khô đó mọi người. Ê, chị dẫn đúng là cái đồ Nhật đó mọi người, nó hay á, nhưng mà nó cũng rối ren sà bần ghê nha. Đây nè, mở đến cái số 2 này thôi, mở đến số 2 này thôi, xong rồi đổ nước sôi này kia vô, xong rồi cái mới đậy lại, để lại 3 phút sau rồi mở số 3 này ra, chắc nước ga kiểu như nó tiện và lợi á. Đồ Nhật nhiều khi cái nó thông minh á, nhưng mà nó làm mình phải chú tâm đọc nhiều quá. Mình này nó dặn là không bỏ vô trong lò bi sống nha mọi người nha. Hên ghê á, tiếng Anh nha, chứ không thôi để tiếng Nhật cũng biết cái chuyện gì xảy ra luôn, biết mò gì luôn. Bây giờ mình gỡ ra nha, cái số 1 lên tới số 2. Trời ơi, giống như là gì vậy á. Đó, làm theo đúng trình tự, quy trình, lôi mấy cái gói này ra. Xong rồi. Cái này á mọi người, cái này là cái miếng chi. Miếng trời, tự nhiên cái miếng chi. Cái miếng chi gì trời, cái miếng phô mai mayo, cái gì tên gì trời quên mày. Đó, mình hay ăn cái gì tốt bất kỳ á, mình hay bỏ vô lắm. Bây giờ bỏ vô đây. Trời, kéo lên lại đi chứ mệt quá. Chứ nhét cái này vô không được. Rồi bây giờ bỏ nước sôi vô, phải dày á, chứ lấy nó trong miếng chi chứ nước sôi nó mới chảy ra. Mà không biết có chảy không, bây giờ mình lấy nước sôi nha mọi người. Mình có 3 miếng thịt bò nữa. Ôi ôi, không biết ăn ngon không. Bỏ tá lả vô 3 miếng thịt bò nhé, vô luôn. Đó, phải bỏ nước sôi vô. Nước đã nấu, đổ vô nha mọi người. Trời ơi, cái này chắc ra hồi hết luôn cái sự ngon, cái sự ngon của miếng thịt bò đậy, tới cái hộp chuối đậy lại. 3 phút chờ đợi, trong 3 phút mọi người ơi. Trong khi 3 phút chờ đợi đứng ăn cái gì mọi người, đứng ăn rong nho kể chuyện tàu lá mía leo. Trời ơi, rong nho nó ngon á mọi người. Nhưng mà bên đây mua cũng gì cũng mắc, 80.000 một hộp. Một hộp á hả, có 5-6 bịch gì đó. Nhưng mà hả, xin lỗi mọi người nha, mình chỉnh lại camera. Một hộp 5-6 bịch gì đó, nhưng mà nó gì lắm. Mà ăn một lần phải 2 bịch. Bịch ngâm ra không có nhiều hết trơn. Trời, bên Việt Nam mình nó rẻ hả mọi người ha, bán 1 ký 10 ký này kia mấy trăm ngàn. Hay 7 ngàn. Đường bịch xíu hiu, ở một hộp xíu hiu. Để coi cái gói gia vị gì ở trong cái gói mì nha. Đầu tiên là rau khô, rau xếp khô, đồ của Nhật Bản. Sốt, không biết sốt gì, anh mới biết. Cay, cái này ớt. Rồi cái này là mayonnaise. Mayonnaise
mình để sẵn đây hũ ớt chin su. Trời ơi, phải nói là gần một năm trời á mới thấy là bên Winnipeg nó bán lại tương ớt chin su mọi người. Ghiền ghê á. Tương ớt Jolimet mình cũng thích ăn mà Jolimet nó làm cái hũ bên đây nó bất tiện quá, nó không có dội xịt mà là cái nắp dặn ra xong miếng cái miệng bự á, nhiều khi trời ơi đổ một cái nó ào ra cả đống luôn vậy đó. Cho nên nhiều khi muốn ăn mà cũng muốn mua là vậy, làm gì mà cái bình bất tiện ghê. Chấm cái thốt mè gan ngon ghê mọi người, vô lắm nha. Costco là một hồi bữa mình cũng nói cái chỗ bán đồ này kia của Mỹ mà bên Canada có ha. Costco Toronto thì nó có bán cái sốt mè rang. Costco Winnipeg không có mọi người. Chàng đét ơi, mình á hả mua Việt Nam gửi qua, cái kêu chị dâu mình mua dùm hai chai. Cái đợt đó bé mua bé nhớ quên, bé nhớ quên sao mua có con chai cái bà gửi quà. Cái xong rồi hả đợt sau cái mẹ mình có gửi hàng tiếp, cái mình mua hai chai, nó có ra cái mùi gì màu xanh nữa mọi người, quên mất tiêu cái mùi gì rồi. Mua hai chai tuyến gửi qua ăn thử, cũng cái chỗ nhận hàng luôn kêu không người nhận trứng với sữa, những thành phần trứng với sữa bỏ lại. Trời đất ơi, đợt đầu tiên thì nhận, đợt thứ hai không nhận, kêu là giờ Việt Nam làm căng dịch này nọ, trời bây giờ đâu mà không dịch trời. Rồi đợt trước mình gửi nó cũng dịch đó chứ phải không dịch đâu. Bởi vì khi khó hiểu, lòng người khó hiểu, gửi hàng cũng khó hiểu luôn. 3 phút đã trôi qua, mấy thịt bò chưa chín. Tại vì cái miếng thịt bò này á nó dày nha, để mình chắc nước ra xong mình bỏ vô lò vi sóng mình bấm nè mọi người. Chứ cái miếng thịt bò này nó đợi mình xíu, nó có dở cái số 3 nè mọi người, nó có cái lỗ. Trời ơi ai mà bận sợ lỗ, nhìn cái này chắc chết. Thôi để mình đậy lại ha. Lúc nãy là đáng lẽ là phải bỏ cái gì vô mọi người, cái gói rau khô vô mà quên mất tiêu rồi, không có bỏ. Chàng đét ơi. Rồi ha, bây giờ bỏ đâu có đường, nó đâu chắc nước ra hết rồi. Thôi để lấy mình lấy cái gì ta, hành, cái rau ngọt của Tây mình rắc vô coi sao. Đây, rau mùi của Tây rắc vô coi nó làm sao. Bây giờ đang đợi đang đợi bấm vào vi sóng. Nhiều khi hỏi không tự trả lời luôn, đang đợi cái gì nữa chứ. Đợi bấm đầu hay sao? Chứ miếng thịt bò nó chưa có chín vậy. Rồi công nhận cái nước sốt mè rang này mình ghiền ghê luôn nha mọi người. Nước đường, nước tương, giấm mè gì đó. Rồi, chấm bao nhiêu cũng không đủ. Rồi đó, đợi mình đi qua đây mình lấy cái tô mì ra đó. Tắm 1 phút rồi, miếng thịt bò nó vẫn chưa cái gì, nó vẫn chưa chín. Bấm tiếp, tại nó đông đá, cái mình rải đậm mà mình bỏ tủ mát, ngăn mát đó mọi người, chứ không phải là bỏ ngoài, nó vẫn còn cục đá chính giữa. Hôm qua thì nó đã gì rồi, nó đã ra đá hết rồi mà chính giữa còn nguyên cục, nó khó chín. Ngon quá mọi người ơi, có mè rang hương vị công thức Nhật Bản. Trời ơi cái gì cũng ngon. Đó, tít tít, đợi mình xíu. Đây nha mọi người, trời nó bay mùi. Cái miếng chi mình bỏ vô, phô mai mình bỏ vô quá. Bây giờ mình cắt mấy cái
sốt, mình bỏ vô coi sao. Review đồ ăn một cách chân thật nhất, không có chuẩn bị trước cho nên phải đi vòng vòng lấy, bỏ ớt vô. Ơi hên quá, nó có màu xanh nè. Rồi cái quan trọng nhất của cái gói mì này là mayo nè. Xịt mì lên, xịt mì lên. Dẻ nhưng mà không đủ nên bị đứt đoạn. Thôi nó có màu xanh rồi, khỏi bỏ cái gì vô. Để chọn bên coi sao nha. Thằng chó con nhà mình nó lại cái gì trời. Cái thằng nhóc nhà mình nó lại ghen gỉ, ghen gỉ. Trộn đều lên. Quay đều, không biết ớt cay không? Không có nghe mùi sọc bên mũi, mùi cay mà sọc lên tầm mùi mayonnaise với lại mùi chi mình bỏ vô không mà, phô mai mình bỏ vô không mà. Ăn thử nha quý vị. Ăn thử coi ngon không nha. Ui. Không thấy cái bản mặt mình đâu. Đó, quay thủ công ra mọi người. Có ai làm YouTuber mà thủ công như mình không? Kiểu không biết quay. Quay mình ơn nó mệt quá. Ui da da một lum. Phỏng nha. Phỏng nha quý vị. Quắn đi. Ui nó lạc quá ta. Ngon. Ngon nha trời. Vừa ăn nha. Trời đất ơi. Ngon nha mọi người. Được nè. Xé mẹ gói mì vậy. Để lấy nó kiếm hình lại. Kiếm hình trên mạng. Để xuống cho mọi người thấy. Thịt bò chấm sốt mè rang. Đây là chấm nước tương. Thôi có cái thứ mà ngon rồi. Xuất sắc, xuất sắc. Nhưng mà kiểu dành cho những người thích ăn, đam mê ăn béo béo, thơm thơm với mình thì được. Người nào không ăn chi, không ăn mayonnaise được rất khó. Tuyệt vời mặt trời. Không cay. Ê xịt tôi ngớt chinh sâu vô. Nhật Bản pha trộn Việt Nam. Không cay nha. Xịt cái này vô nó mới cay nha. Cái gói nãy giờ nó cho là giống như tượng trưng. Chết rồi. Trời. Con ăn không? Ăn. Ăn à? Đây cho miếng. Cho miếng không bay xì. Mình hỏi cho nhóc. Nhóc nhà mình nó ăn. Không biết ăn không? Bình thường ăn mì khô Indo không mọi người. Nhóc này không có ăn mấy cái mì tầm phào nha. Nó ăn cái gì là nó ăn một thứ thôi. Nó không lung tung. Đây cho mọi người coi. Ôi dĩa mì quá xấu xí luôn. Chưa thấy ai review đồ ăn mà dĩa mì xấu xí vậy. Nhưng mà tại vì mình đã nói trước rồi, có cái gì review cái đó. Review lung tung tà la. Chứ không phải là food blogger bày ra nguyên mắm. Ăn không hết nha. Trời ơi thương đi. Trộn lên đi. Bây giờ tập trung ăn uống. Vài bữa nữa mình đi chợ Trung Quốc mình sẽ mua mấy cái đồ mà cái gì trời, cái mấy cái đồ mà đóng gói sẵn của Trung Quốc về mình review cho mọi người cùng biết xem là nó ngon hay dở nha. Biết sao không? Review mấy đó không? Mấy cái đó nó rẻ. Xin chào và tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình là Nan.